hoặc nhắn tin mà không cần wifi hay mạng di động. Hãng smartphone Trung Quốc Oppo vừa giới thiệu một công nghệ liên lạc độc quyền do hãng phát triển, cho phép người dùng có thể thực hiện cuộc gọi hoặc nhắn tin mà không cần phải sử dụng đến kết nối wifi, mạng di động hay bluetooth. Công nghệ này có thể giúp người dùng liên lạc với nhau trong phạm vi 3 km và thậm chí có thể xa hơn nữa trong môi trường có nhiều thiết bị của Oppo để cùng khuếch tán tín hiệu. Công nghệ liên lạc mới mà Oppo gọi là Mesh Talk sẽ biến các thiết bị của Oppo thành một mạng tùy biến không dây là một tập hợp gồm nhiều nút mạng có khả năng kết nối mạng và giao tiếp không dây với nhau và không cần sự hỗ trợ của thiết bị quản trị trung tâm nào. Điều này giúp các thiết bị của Oppo trong mạng lưới có thể truyền tiếp dữ liệu cho nhau. Nếu có cùng nhiều thiết bị của Oppo được kết nối với nhau trong mạng tùy biến không dây này sẽ giúp mở rộng phạm vi kết nối hơn và có thể chia sẻ dữ liệu theo nhóm để nhắn tin hoặc gọi điện theo nhóm. Oppo cho biết công nghệ MeshTalk sẽ không làm ảnh hưởng đến thời lượng pin trên smartphone và vẫn có thể kết nối khẩn cấp trong trường hợp smartphone chỉ còn lại rất ít pin. Oppo dự tính sử dụng MeshTalk trong các trường hợp khẩn cấp mà người dùng không thể kết nối Internet hoặc khi hệ thống mạng truyền thống bị tắc, nghẽn, chẳng hạn như tại các địa điểm đông người cùng kết nối Internet hoặc khi người dùng đi du lịch nước ngoài. Hiện Oppo chưa công bố rõ thời điểm sản phẩm được trang bị công nghệ MeshTalk sẽ được xuất hiện trên thị trường và liệu các mẫu smartphone hiện có trên thị trường của Oppo có hỗ trợ công nghệ mới này hay không.